Không riêng Hà Nội, Quảng Ninh và một số địa phương khác, tại Đà Nẵng ghi nhận một số hộ dân có hóa đơn tiền điện tăng cao gấp 14,3 lần so với tháng trước đó. Vào ngày 6 tháng 6, hệ thống đo xa cập nhật chỉ số điện của nhà bà Trương Thị Thơm ở xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng tăng cao bất thường so với tháng trước đó, lên tới 1.266 kWh. Liên lạc với bà Thơm và nắm được thông tin, gia đình không sử dụng thiết bị gì bất thường. Điện lực Hòa Vang đã xuống kiểm tra. Nguyên nhân được xác định do đường dây trong nhà bà Thơm bị chóc vỏ, gây chạm chập, khiến tăng sản lượng. Ngay trong ngày hôm đấy luôn, thì điện lực Hòa Vang đã cử người phối hợp với lại là cùng với khách hàng xử lý cái phần chạm chập đấy. Và ngay sau khi xử lý xong thì cái hệ thống đo xa của công ty đã cho thấy là ghi nhận lại cái sản lượng điện sử dụng của khách hàng là trở lại là hết cái bất thường so với là trước đây. Theo ông An, do số tiền điện của gia đình bà Thơm tăng lên đến 3,7 triệu đồng, nên dù xác định lỗi do khách hàng, nhưng phía Điện lực Đà Nẵng sẽ tính phương án hỗ trợ. Điện lực Đà Nẵng cũng đưa ra giải pháp để người dân kiểm tra hóa đơn tiền điện sử dụng qua địa chỉ cpdn.cpc.vn. Với cái việc mà truy cập cái trang web tra cứu chỉ số này, thì khách hàng hoàn toàn có thể theo dõi được cái sản lượng điện sử dụng hàng ngày của gia đình, của đơn vị mình là bao nhiêu. Và nhiều lần ở trong ngày, nhiều khoảng thời gian ở trong ngày. Và từ đó có thể xác định được là ngày nào thì mình sử dụng nhiều, ngày nào là mình sử dụng ít. Theo Điện lực Đà Nẵng, cơ quan này sẽ chủ động thông báo đến khách hàng khi phát hiện lượng tiêu thụ tăng cao bất thường. Nhưng khách hàng cũng nên chủ động theo dõi việc tiêu thụ điện của gia đình để sớm phát hiện thất thoát nếu có.